Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 66, phẩm vào pháp giới thứ 39. 15. Trường giả pháp bảo kế, phó thác thứ 5 vô si loạn hạnh. Bấy giờ, thiện tài đồng tử ở chỗ cư sĩ Minh trí nghe môn giải thoát đó rồi, bơi trong biển phước đức đó, chăm lo ruộng phước đức đó, chiêm ngưỡng núi phước đức đó, hướng về bến phước đức đó khai mở tạng phước đức đó quán sát pháp phước đức đó thanh tịnh vòng phước đức đó nếm đống phước đức đó sinh trưởng sức phước đức đó tăng thêm thế lực phước đức đó, từ từ mà đi về hướng Nam đến thành sư tử, đi khắp nơi tìm kiếm trường giả Pháp Bảo Kế. Thiện tài thấy trường giả đó đang ở trong chợ, liền vội đi đến đảnh lễ trường giả, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, rồi đứng chắp tay mà bạch rằng, Đức Thánh, con trước đã phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Lành thay Đức Thánh xin hãy vì con mà nói các Bồ Tát đạo, con ngồi đạo này hướng về nhất thiết trí. Bấy giờ vị trường giả nắm tay thiện tài dẫn đến chỗ ở, chỉ nhà của ông ta ở. Nói như vậy, thiện nam tử hãy xem nhà của ta. Bấy giờ thiện tài thấy nhà của ông ta thanh tịnh quang minh, làm bằng vàng thật, tường làm bằng bạc trắng, điện bằng pha lê, lầu cát làm bằng lưu ly báu xanh biếc, trụ làm bằng sa cử báu đẹp, trăm ngàn thứ báu tra nghiêm chung quanh, và sư tử làm bằng châu mani đỏ. Trướng làm bằng mani, lưới bằng chân châu che phủ phía trên, ao báu bằng mã não, nước thơm tràn đầy, vô lượng cây báu thẳng hàng chung quanh, nhà đó rộng lớn, 10 tầng 8 cửa. Thiện tài vào rồi quan sát thứ tự, thấy lầu dưới cùng bố thí thức ăn uống, thấy lầu thứ hai bố thí các y báu, thấy lầu thứ ba bố thí đồ trang nghiêm tất cả báu, thấy lầu thứ tư bố thí thẻ nữ và tất cả châu báu tốt đẹp, thấy lầu thứ năm cho đến ngũ địa Bồ Tát Vân Tập, diễn nói các pháp. Lợi ích thế gian thành tựu tất cả môn đà la ni, các ấn ta muội, các hạnh tam muội, trí hoại quang minh thấy lầu thứ sáu có các Bồ Tát, đều đã thành tựu trí huệ thâm sâu, trụ nơi các Pháp thấu rõ thông đạt thành tựu tổng trì rộng lớn môn tam muội không chướng ngại sở hành vô ngại chẳng trụ hai pháp cùng tập hội ở trong đạo tràng bất khả thuyết diệu tra nghiêm phân biệt hiển bày môn bát nhã ba la mật đó là môn bát nhã ba la mật tịch tĩnh tạng môn bát nhã ba la mật trí khéo phân biệt các chúng sinh môn bát nhã ba la mật không thể động chuyển môn bát nhã ba la mật địa dục quang minh